Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốp điều hòa của Hyundai Tucson 2007 đến 2009, sản phẩm được sản xuất bởi công ty Dowon tại Hàn Quốc. Mã sản phẩm của nó là 977012E400. Giới thiệu sơ qua đấy anh em, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến cận cảnh của chiếc lốp. Lốp có thân lốp là lốp 15 anh em nhé. Mặt bích là liền một khối. Nhưng mà anh em lưu ý này, riêng cái chân lốp ở phía dưới này nó sẽ khác với các cái lốp Denso bình thường, ở cái điểm là chân lốp phía dưới sẽ làm ngắn hơn và nó cua vào trong như dòng Kia Carens. Bully thì là lai bản 40k điện áp 12V. Lốp được bắt vào với thân lốc máy là bản 4 chân, hai chân trên và hai chân dưới Dowon 15. Mã mặt bích là F087 và phía đuôi của lốc đều có tem này, tem của nhà sản xuất này đấy, và tem người ta sẽ quy định là chúng ta lên đủ dầu bao nhiêu, áp bao nhiêu thì sẽ là vừa tiêu chuẩn so với lốc. Nên hàng xịn anh em nhé. Đấy, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu và cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm, hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.